Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo Giác Ngộ, mới đây Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Ban trị sự đã nhận thư sám hối và xin lỗi của Đại đức Thích Nhuận Đức, cư trú tại tổ đình Hổ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có những lời khiếm nhã trong một video ghi hình năm 2023 nói về đồng bào Khmer. Trong năm 2023, trong buổi nói chuyện vui với Phật tử và vô tình con có lời xúc phạm đến người dân tộc Khmer, Đại đức Thích Nhuận Đức, người ký tên trong thư sám hối và xin lỗi đề ngày 26 tháng 6 năm 2024, kính gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Đức Lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đồng bào Khmer đã viết. Nay con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer, và bắt đầu kể từ hôm nay con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trong trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương Giáo hội đã kỷ luật con. Đồng thời, con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm mà đã xảy ra có trước ngày 4 tháng 6 năm 2024, Đại đức Thích Nhuận Đức viết trong thư sám hối và xin lỗi. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức cũng bày tỏ mong được Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Khmer mở rộng lòng thương cho con được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer. Cũng theo báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ngày 26 tháng 6 năm 2024, Hòa thượng có nhận được phản ánh của Thượng tọa Quách Thành Sata, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà, đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer qua tin nhắn điện thoại, cho biết dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhã được cho là xúc phạm dân tộc Khmer của Đại đức Thích Nhuận Đức. Hòa thượng Thích Huệ Trí cho xác minh, được biết nội dung đó trong một video cũ năm 2023, Đại đức Thích Nhuận Đức đã có những lời lẽ, thái độ khiếm nhã, bỡn cợt trong việc kể chuyện, gọi tên bà con Khmer đến chùa Hộ Pháp. Ngay trong ngày, Hòa thượng đã yêu cầu Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh xem xét, trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp về vấn đề này. Thông tin từ Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp cho biết, Đại đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức được lỗi lầm trên và một lần nữa có thư sám hối và xin lỗi, trong khi đang chịu kỷ luật của giáo hội vì các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các nguyên tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Đây là sự việc cũ, xảy ra năm 2023 trước khi giáo hội ban hành biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức, cấm thuyết giảng một năm dưới mọi hình thức từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Chúng tôi cũng đã trực tiếp yêu cầu Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đồng thời là Phó trưởng Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp, nơi Đại đức Thích Nhuận Đức là tăng chúng đang lưu trú sám hối, có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc cũ đáng tiếc này. Hòa thượng cho biết sẽ báo cáo sự việc lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo về hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức vì những video thuyết giảng, nghỉ lễ trên không gian mạng bị dư luận phản ánh là phản cảm. Thông tin từ Văn phòng 2 Trung ương cho báo Giác Ngộ biết giáo hội nghiêm cấm Đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức trong một năm. Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối Chư Tăng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời bị kỷ luật biệt chúng Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhờ an ninh mạng gỡ video thuyết giảng liên quan Đại đức Thích Nhuận Đức. Theo thông tin từ báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp, đã có văn bản xác minh việc mạng xã hội phát trực tiếp video thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức. Tổ đình Hộ Pháp là nơi Đại đức Thích Nhuận Đức biệt chúng sám hối theo kỷ luật của giáo hội. Cụ thể, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa khẳng định, sau cuộc họp ngày 4 tháng 6 năm 2024, Đại đức Thích Nhuận Đức không trực tiếp thuyết giảng mà chỉ có lên mạng một lần để có đôi lời thông báo cùng với Phật tử hôm 6 tháng 6 năm 2024. Thượng tọa cũng cho biết, Tổ đình Hộ Pháp chỉ có một kênh video duy nhất trên YouTube có tên Chân Thành Niệm Phật VLT. Các kênh và mạng xã hội khác mang tên Tổ đình Hộ Pháp đều không biết ai quản lý. Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa xác nhận, Đại đức Thích Nhuận Đức luôn luôn tuân thủ công văn số 223 ngày 6 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Trị sự,
nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức. Ngày đêm lạy Phật sám hối lỗi lầm và chuyên tâm niệm Phật một đời cầu vãng sanh cực lạc. Theo sự chỉ dẫn của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, vào kênh video trên YouTube có tên Chân Thành Niệm Phật VLT thì kênh này không phải là kênh duy nhất mà giới thiệu và từ đây kết nối chính thức đến nhiều trang khác trên nền tảng Facebook, TikTok, Zalo với nhiều tên gọi khác. Cũng trong văn bản của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa xác minh về việc trên, Thượng tọa cho rằng cộng đồng mạng cứ quấy nhiễu sai sự thật và kính nhờ an ninh mạng giúp tháo gỡ cho. Thượng tọa Thích Chí Định, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thêm, Đại đức Thích Nhuận Đức không phải là trụ trì tổ đình hộ pháp thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như một số nơi đưa tin, mà chỉ là thành viên chúng ở đây. Hòa thượng Thích Gia Quang nói về chế tài với Đại đức Thích Nhuận Đức. Ngày 6 tháng 6, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo về hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức vì những video thuyết giảng, nghi lễ trên không gian mạng bị dư luận phản ánh là phản cảm. Trong các yêu cầu được nêu ra, đáng chú ý là Đại đức Thích Nhuận Đức phải chịu hình thức kỷ luật sám hối biệt chúng. Ngày 7 tháng 6, trả lời về vấn đề này trên cổng thông tin điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội cho biết, tu sĩ Thích Nhuận Đức trong thời gian qua có nhiều bài thuyết pháp trái với giáo lý Phật giáo, gây nhiều dư luận tiêu cực trong cộng đồng Phật tử Việt Nam và những người mộ đạo Phật. Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, vì thế, như quý vị đã biết, các cơ quan của giáo hội đã vào cuộc và nghiêm minh xử lý kỷ luật tu sĩ Nhuận Đức. Trả lời câu hỏi về việc một số bình luận chế tài áp dụng cho Đại đức Thích Nhuận Đức đang hơi nhẹ nhàng, Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ, việc xử lý và áp dụng chế tài đối với tu sĩ Thích Nhuận Đức đã căn cứ vào các vi phạm của tu sĩ và giới luật nhà Phật. Tôi cho rằng việc này là kịp thời, đạt được nhiều mục tiêu. Đó là bảo vệ sự trong sáng của chánh pháp, củng cố tín tâm của người mộ đạo đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, việc này cũng làm trang nghiêm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang nói. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi sóng với hai hiện tượng, đó là ông Lê Anh Tú, bộ hành xuyên Việt với danh xưng pháp danh Minh Tuệ và những nội dung tự suy luận tương quan nhân quả được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về quan điểm của giáo hội trước các hiện tượng trên. Cụ thể, giáo hội vừa phát hành thông báo liên quan tới hiện tượng một công dân Việt Nam tên Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, ngụ tại tỉnh Gia Lai, bộ hành xuyên Việt, cho biết là thực hành một trong những pháp môn của Đạo Phật là khổ hạnh, hạnh đầu đà. Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni, Phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin, thực hành giáo pháp, kính ngưỡng, phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có những phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học Phật Pháp thực hành. Hiện nay, có những tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hành hạnh đầu đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng chánh pháp và các quy định của pháp luật. Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú đã bị các TikTokers, YouTubers lợi dụng đẩy hình ảnh câu view và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây đang là vấn nạn câu views lợi dụng hình ảnh Phật giáo rất cần chấn chỉnh hiện nay. Do đó, giáo hội có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo như một vài trường hợp đáng tiếc. Năm chú tiểu, các nhà sư ở Long An tham gia các trò chơi giải trí, thách thức danh hài, ca hát, nổi sóng dư luận trong thời gian dài. Trả lời về việc hiện tượng mạng xã hội còn có một hiện tượng, đó là những trích dẫn liên quan tới các phát ngôn được cho là xuất phát từ Thượng tọa Thích Chân Quang và một hai cá nhân khác. Thượng tọa Thích Chân Quang có tham gia vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không và nhận định của giáo hội về hiện tượng này như thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu, về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, việc này giáo hội đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Thiền viện Quảng Đức,
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan vấn đề trên. Tới đây, giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của Tăng Ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!